Chào bác, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube bên em. Chỉ cần bỏ ra vỏn vẹn có 1.700.000 đồng thôi, các bác đã có ngay một mẫu lọc xì số Equalizer để bác và em chơi phòng hát gia đình cực kỳ bay bổng, và hơn nữa thì tiếng chất lượng đánh ra sôi động với chất lượng thanh số. Đây là mẫu Lexo A31 Plus bên em đã từng giới thiệu cho anh em rồi, và hôm nay thì bên em về thêm được lô hàng nữa để phục vụ các bác, và giá khuyến mại không thay đổi cho các bác, đó là 1.700.000 đồng một mẫu lọc xì số rất chất lượng. Và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm lô hàng mới đến từ mẫu sản phẩm Lexo Lex A31 Plus các bác nha. Đây là mẫu lọc xì số cho các bác. Khi chúng ta nhận hàng, kiểm tra luôn về phần vỏ hộp hình thức với phiên bản màu đen, rất dễ phối đồ cho anh em. Ngoài ra thì khi bác nhận hàng bên em ấy, các bác luôn luôn được phép test hàng và được mở hàng để kiểm tra xem có đúng các linh kiện bên trong đi kèm hay không. Bên em thì sẽ tặng riêng cho các bác một đôi giày và ghép nối với trang thiết bị cơ bản như là cục đẩy, vang hoặc là với âm ly. Với mẫu lọc xì số Lexo A31 Plus có phiên bản rất đẹp mắt cho các bác, từ giải đèn led đầy đủ này, và hơn nữa thì bên em đã căn chỉnh trước phần mềm, và đặc biệt với mẫu lọc xì số Lexo A31 thì các bác có thể căn chỉnh được bằng cơ nhá. Và tất cả các cái linh kiện bên trong thì cùng với em tham khảo luôn. Đầu tiên sẽ là dây cắm nguồn đi kèm này, và một dây jack để các bác ghép nối với lại máy tính để chúng ta căn chỉnh chi tiết phần mềm. Còn cái phần các bác muốn căn chỉnh chi tiết phần mềm thì bên em cũng đã căn chỉnh trước ở nhà các cái chế độ nghe nhạc, làm sao về các bác có thể ghép nối trực tiếp qua trang thiết bị cơ bản, chúng ta nghe nhạc thoải mái thôi, không phải thao tác khó khăn gì trên máy cả. Giấy dẫn sử dụng thì đầy đủ trong hộp các nhá, các bác nào muốn đọc giấy hướng dẫn thì chúng ta có thể tham khảo luôn. Và đây là mẫu lọc xì số Lexo A31 Plus, một mẫu lọc xì rất thịnh hành. Các bác có thể căn chỉnh bằng cơ, các bác có thể căn chỉnh phần mềm, và hơn nữa thì có các giải tần số từ 20 cho đến tận 20kHz để các bác căn chỉnh chi tiết từ giải bass, giải trung cho đến giải chép của các bác. Ok, quay cho bác một chút về mặt sau để chúng ta biết đường kết nối. Mặt sau của mẫu sản phẩm Lexo A31 thì có rất nhiều các đường kết nối rồi. Từ đường input để chúng ta lấy nhạc, output, các đường input bằng dây 6 ly hoặc là đường dây hoa sen. Ngoài ra thì các bác có thể ghép nối trực tiếp qua đường dây cao lông để ghép nối với trang thiết bị âm thanh khác như là cục đẩy, âm ni hoặc là vang. Có sử dụng đường dây 6 ly cho bác ghép nối nữa. Các nguồn thiết kế phía mặt sau có tem PC pad của nhà máy. Đây, hàng nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% cho các bác nhé. Ok, cũng cùng các bác trải nghiệm một lần nữa với Lexo A31 Plus cho anh em. Đây là giao diện của Lexo A31 Plus khi các bác và em cắm điện lên và ghép nối với trang thiết bị cơ bản khác. Em thấy có cái điểm tích cực nhất của mẫu sản phẩm Lexo A31 chính là mặt giao diện hết sức đẹp mắt cho các bác. Còn không biết các bác đánh giá sao với cái mẫu sản phẩm như thế này. Từ giải đèn led và các cái phần tần số 20 cho đến 20k thì luôn luôn nhảy đều và đẹp khi chúng ta lấy tín hiệu nhạc vào. Dòng này các bác có thể căn chỉnh bằng cơ qua các phím chức năng control ở đây các bác nhé. Đấy, có 3 phím để các bác có thể căn chỉnh, và các bác muốn căn chỉnh cơ chi tiết ấy, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào nút giữa bên tay trái màn hình được thôi. Đấy, khi mà chúng ta nhấn vào phần nút giữa nó có hiển thị tất cả các phần để các bác căn chỉnh này. Đấy, từ 20 cho đến 20k, và các bác lưu ý từ 20 cho đến 500 là giải bass, 630 cho đến 2.5k là giải trung, và 3.15 cho đến 20k là giải chép để các bác căn chỉnh. Căn chỉnh như thế nào thì khi các bác muốn căn chỉnh ấy, các bác lưu ý giúp em nhấn cho em một lần vào nút bên tay trái, nó sẽ hiển thị ra cái phần để các bác căn chỉnh, và nháy ở phần nào thì các bác căn chỉnh giúp em ở phần đó nhé. Ví dụ như các bác muốn căn chỉnh giải bass này, các bác chuyển nó về các cái giải thông số chi tiết để các bác căn chỉnh, và sử dụng nút bên tay phải góc màn hình trên cùng đây để các bác thao tác tăng giảm các cái giải cho các bác nhé. Đây, rất đơn giản. Và việc thao tác đơn giản như này thì đương nhiên rồi, các bác nào muốn căn chỉnh chi tiết theo ý thích này, theo cái tông nhạc các bác muốn nghe, thì các bác chỉ cần vặn các cái phím cơ bản này thôi. Còn về giải nhạc chi tiết ở bên trong thân máy, phần mềm thì bên em đã chỉnh trước, cắt trước tất cả các phần chi tiết, làm sao về là các bác nghe nhạc nó tốt hơn so với việc chúng ta nghe nhạc thông thường rất nhiều. Ok, và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm một chút tiếng chất âm đến từ Lexo A31 Plus các bác nhá. Khi các bác và anh em ghép nối tín hiệu ấy, thì khi mà mặt màn hình nó nhảy đèn led, tức là tín hiệu nhạc đã được cấp vào mẫu lọc xì Lexo A31 rồi. Còn các bác lưu ý, chúng ta muốn phân biệt được khi tiếng chất lượng âm thanh được qua lọc xì như thế nào ấy, các bác nhấn cho em vào nút in bypass ở đây. Nó cũng giống như việc chúng ta sử dụng lương tiếng ấy, ấn vào in bypass để cho ra một tiếng chất lượng âm thanh khi đã thông qua lọc xì số nó tốt hơn. We'll be right back.
bác đã được nghe qua với tiếng chất lượng nhanh của mẫu lọc xì số Lexo A31 Plus rồi đúng không ạ? Và các bác thấy sao? Với mức giá thành 1.700.000 đồng, liệu xứng đáng cho bác và anh em mà có một cái trang thiết bị như thế này trong phòng ban gia đình hay không? Mẫu này em nhận thấy là các bác ở trong miền Nam sử dụng rất là nhiều và anh em có thể chỉnh chi tiết tất cả các giải tần số, rồi là tất cả các giải bát chung chép cho các bác. Nếu như anh em nào muốn có một tiếng chất lượng âm thanh tốt nhất phòng hoa gia đình này, muốn tự mình trải nghiệm, muốn tự mình cải thiện hơn về tiếng chất lượng âm thanh chi tiết tất cả các giải, thì chúng ta lên sở hữu cho mình một con Lexo A31 bên cửa hàng Tùng Audio với mức giá thành 1.700.000 là quá tuyệt vời rồi. Một mẫu lọc xì chất lượng âm thanh số cực chuẩn, và hơn nữa thì các bác có thể căn chỉnh được bằng cơ, rất thao tác là rất đơn giản, giống như việc chúng ta sử dụng mẫu lọc xì cơ thông thường thôi, nhưng mà tiếng chất lượng âm thanh sẽ hay hơn so với lọc xì cơ rất là nhiều. Và mẫu sản phẩm này thì bên em sẽ bao ship trọn gói cho các bác rồi, tặng đầy đủ dây dắt và chỉ bỏ ra vỏn vẹn có đúng 1.700.000 đồng thôi. Chế độ bảo hành sẽ là 1 năm với bộ sản phẩm Lexo A31. Anh em nào đang có nhu cầu sở hữu cho mình một con Lexo lọc xì số và đẹp về mặt hình thức, tốt về mặt chất âm, thì ngay bây giờ cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng đã lưu trực tiếp ở trên màn hình rồi. Cứ gọi điện ngay lập tức là có ngay mức giá tốt nhất và ưu đãi nhất, và hàng về đến tay các bác được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Và hy vọng các bác xem được video này của em, hãy để lại cho bên em một nút like, một nút đăng ký kênh. Chúc tất cả các bác và em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm lọc xì số Lexo A31 Plus bên cửa hàng Tùng Audio. Xin chào các bác.